Hello, xin chào toàn thể quý anh chị, em là Tài đến từ Kia Mazda Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Và showroom của bên em hiện tại đang nằm ở số 153 quốc lộ 13 Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, không quý anh chị ha. Và hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu và cập nhật về giá của chiếc Kia Seltos phiên bản 2022, phiên bản mới, logo mới không quý anh chị. Hiện tại con xe này đang có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 639 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh á là 723 triệu không quý anh chị. Nếu ở tỉnh thì quý anh chị cứ trừ xuống giúp em là 19 triệu không quý anh chị ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu về ngoại thất, nội thất cũng như về phần động cơ của chiếc Kia Seltos. Hiện tại thì Kia Seltos đã được nâng cấp về phần logo mới nè, nó sẽ có nhiều điểm khác biệt mới cho mình. Chẳng hạn như là đã được trang bị chúng ta là nút Startup nè, hoặc là nút đề máy từ xa. Kèm theo đó phía bên trong thì điểm khác biệt nho nhỏ thôi là xe cũng được trang bị cho chúng ta là đèn auto ban đêm không quý chị. Một cái phần nhỏ như thế thôi nhưng mà nó cũng rất là tiện lợi cho mình khi đi ban đêm. Kèm theo đó ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái độ sáng của màn hình cũng như là cái màn hình táp lô trực tiếp ở phía bên trong. Đó là những cái điểm sơ và một xíu nữa em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem luôn. Hiện tại Kia Seltos đang mang cho mình là khối động cơ là 1.4 turbo ha quý anh chị ha. Chúng ta công suất cực đại là 138 mã lực và hộp số đang được sử dụng trong xe là hộp số 7 cấp liên hợp kép. Về phần đầu xe thì xe cũng được trang bị như phần logo cũ, đó là đèn pha là đèn halogen projector. Halogen projector thấu kính thì nó sẽ cho chúng ta một cái ánh sáng nó tỏa đều ra, ánh sáng màu vàng không quý anh chị. Phía trên thì đèn xi nhan và đèn sương mù cũng là đèn halogen. Ở phía dưới xe, ở phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn sương mù cũng dạng halogen cho mình luôn. Và hiện tại con xe này em cũng đang là người sử dụng và sở hữu, thì cái khối động cơ cũng như chiếc xe thì em thấy nó vừa đủ với tải 5 người hả quý anh chị. Rồi, về phần thân xe thì hiện tại xe đang được trang bị chúng ta là mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch và đặc biệt là mâm phụ của nó cũng giống như 4 cái mâm bên ngoài luôn. Là một cái dòng xe crossover cỡ nhỏ cho nên là Kia Seltos có chiều dài cơ sở là 2600mm và khoảng sáng gầm xe là 190mm thôi quý anh chị ha, là 19cm á. Và cũng rất là cao, linh động, linh hoạt chạy trong thành phố. Và cái bán kính quay đầu của nó cũng hơn 5m một xíu thôi quý anh chị, bán kính quay đầu xe ở trong thành phố thôi quý anh chị ha. Về phần thân xe thì chúng ta cũng được trang bị cho chúng ta là cái gương gập điện, chỉnh điện và đèn báo rẽ trên gương cho mình luôn. Đó, ở phía bên trên á thì chúng ta sẽ có một cái thanh ba ga mui. Thứ nhất là về phần ngoại hình nó sẽ đẹp và cứng cáp hơn. Thứ hai á là cái này cũng có thể sử dụng được và khách em cũng đã gắn những cái ở phía bên trên đây để chúng ta đi du lịch ha quý anh chị. Rồi, về phần đuôi xe ha quý anh chị ha. Về phần đuôi xe thì về nhà sản xuất công bố chúng ta thì xe cũng được trang bị cho một cái cốp khá là rộng. Nhà sản xuất công bố là cái cốp này là 433 lít ha quý anh chị ha, 433 lít. Ở phía bên trong phần đuôi xe thì chúng ta sẽ được trang bị là một cái túi cứu hộ nè. Về phần phía dưới á, thì chúng ta sẽ có thêm bánh phụ rồi đồ nghề tiêu chuẩn ở phía dưới đây nè quý anh chị. Đó, bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Dạ. Ở phía sau á thì chúng ta cũng được trang bị là cam lùi nè, cam lùi ở đây. Cảm biến lùi, bốn cảm biến lùi phía sau đó. Và đặc biệt là đối với xe phiên bản logo mới á, thì nó sẽ không còn cái chữ Deluxe ở đây nữa, sẽ không có cái chữ Deluxe ở đây nữa ha quý anh chị ha. Đó rồi, tiếp theo thì mời quý anh chị vào phần nội thất của khoang hành khách ha quý anh chị ha. Khoang hành khách thì vẫn giữ trong ca một cái tông nội thất màu đen như cũ ha, tủ gió điều hòa phía sau nè, cổng sạc ở phía sau. Và cái về phần cái ghế ở phía sau này chúng ta có thể ngã trong một bậc xuống nữa ha quý anh chị. Đây, nó có một cái khe ở đây nè, có thể gập xuống hoặc là mình có thể ngã xuống một bậc cho nó ngã hơn như thế này. Và ngồi đi xa rất là dễ chịu ha quý anh chị. Cửa gió điều hòa phía sau nè, rồi sẽ có thêm một cái cổng sạc nhanh ở phía sau cho mình nữa. Đây, cổng sạc nhanh ở phía sau. À. Đó, và con xe này á là bản thấp cho nên là nó sẽ không có thảm lót sàn đi theo xe nè, hoặc là phim cách nhiệt theo xe những cái phiên bản cao hơn của nó. À, nhưng mà về phần phía bên trong thì em thấy là đối với một con phiên bản thấp như thế này nó cũng trang bị rất là đầy đủ. Thì tiếp theo mời quý anh chị hãy lên với phần khoang người lái hơn quý anh chị ha. Người lái. Ở phía bên trong xe á, thì xe cũng được trang bị, đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là cái màn hình
màn hình cũng y chang như màn hình của bản Luxury không quý anh chị ha, màn hình AVN 8 inch và cái chìa khóa startup mới của xe ở đây, logo mới nè, để máy từ xa, xíu nữa em sẽ test cho quý anh chị xem ha. Đây, để máy xe cho mình xem. Về phần vô lăng thì nó cũng sẽ có một sự khác biệt một xíu, đó là cái vô lăng này nó sẽ hình tròn và nó không có được ốp da như những cái phiên bản cao là vô lăng đê cấp và được ốp da ha. Phía bên trên thì cũng chưa được trang bị chúng ta là Cruise Control nè. Nhưng đối với phiên bản logo mới bây giờ thì nó đã được trang bị chúng ta là đèn auto và phía vào ban đêm nè, đèn auto, đèn tự động không quý chị ha. Và phía dưới, ở phía dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái nút điều chỉnh cái độ sáng của màn hình ở màn hình trung tâm ở đây và cái màn hình này luôn. Đó, điều chỉnh được cái độ sáng cho cái màn hình luôn ha quý anh chị ha. Rồi, điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ thôi. Đó, những cái điểm như thế này thì em thấy nó cũng mình có thể về mình trang bị thêm được ha. Đó, thì con xe này đối với cái động cơ em trải nghiệm đang chiếc xe của em luôn thì xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị. Nếu quý anh chị đi đường dài, chẳng hạn như em đi về quê 140 km thì em đi tầm khoảng 100 cây là tầm khoảng hết 5 lít rưỡi thôi. Quý anh chị cứ hỏi những anh chị đã sở hữu xe Seltos rồi thì họ đi bao nhiêu cây thì quý anh chị cứ hỏi thử ha. Xe thì cũng vẫn được trang bị chúng ta là 6 chế độ lái, 3 chế độ lái ở đường trường và 3 chế độ lái ở địa hình ha quý anh chị ha. Ở đây có cái nút nè quý anh chị. Đây, ở đây có cái nút thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái chế độ lái ở đây. Đó. Và mình chuyển qua traction thì là chế độ địa hình á thì mình sẽ chuyển qua mình xoay ở đây. Đó. Ở phần ghế ngồi thì hai bên thì vẫn được trang bị chúng ta là ghế cơ thôi quý anh chị. Nhưng mà em rất là thích cái nội thất màu đen này. Cũng là một phần mà để sở hữu chiếc xe này thì đó là cái nội thất màu đen ha quý anh chị ha. Nó sẽ rất là sạch. Khi mà mình đi đường dài, mình sử dụng lâu dài, nó sẽ rất là sạch luôn. Đó. Và em thấy cái da này nó cũng không có bị nóng lắm ha quý anh chị. Đây. Rồi. Mời quý anh chị ra xem sơ về phần động cơ ha quý anh chị. Trang bị chúng ta là động cơ 1.4 turbo, công suất cực đại là 138 mã lực đó anh chị. Đây là phần động cơ, thì cái khoang động cơ nó cũng vừa đủ hơn cái gì ha, nó không bị nhỏ hơn, không bị chật chội. Rồi thì vừa rồi cũng đã đi sơ về phần ngoại thất, nội thất như động cơ của chiếc xe này, những cái trang bị mới của chiếc xe Kia Seltos phiên bản Deluxe các anh chị. Thì nếu quý anh chị đang thắc mắc về giá nè, thắc mắc về ưu đãi, thắc mắc về chương trình trả góp thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp vào shop line em đang đặt ở phía bên dưới, hoặc là kết bạn Zalo với em nè, hoặc là để số điện thoại lại comment ở phía bên dưới cho em sẽ gọi tư vấn trực tiếp chi tiết. Và video của em đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Nếu quý anh chị thấy hay thì hãy cho em xin một like, một sub để kênh của em ngày càng phát triển hơn và quay cho quý anh chị nhiều cái video chất lượng hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây thì em sẽ test thử cái đề máy từ xa của chiếc Kia Seltos phiên bản Deluxe các quý anh chị ha. Đây, mình sẽ ấn vào cái nút khóa một lần, ấn thêm một lần nữa giúp em, 1, 2, 3 và ấn 3 lần liên tục là nó sẽ đề cái máy xe của mình lên ha quý anh chị ha.